Ngày 28 tháng 5, Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp trung cấp lý luận chính trị khóa 117 hệ không tập trung, niên khóa 2022-2024. Lớp trung cấp lý luận chính trị khóa 117 theo hình thức hệ không tập trung, khai giảng ngày 3 tháng 10 năm 2022 với 59 học viên. Đến nay lớp học đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình theo đúng quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. 100% học viên được cấp bằng tốt nghiệp, trong đó có 11 học viên đạt loại giỏi. Dịp này, Trường Chính trị tỉnh tặng giấy khen 6 học viên đã có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện.